Do ảnh hưởng của bão số 4, từ chiều tối ngày 19 tháng 9 đến sáng ngày 20 tháng 9, tỉnh Quảng Bình mưa lớn trên diện rộng làm một số khu vực ngầm cầu tràn bị ngập sâu chia cắt nhiều thôn bản và xuất hiện một số điểm sạt lở. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Quảng Bình, tính đến sáng nay đã tổ chức di rời khẩn cấp 874 hộ với 3.059 người dân nằm trong vùng có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của sạt lở, mưa lũ đến nơi an toàn trong đó chủ yếu tập trung tại hai huyện Minh Hóa với 626 hộ cùng với 2.168 người dân và huyện Lệ Thủy là 153 hộ với 607 người dân. Về tình hình mưa lũ gây chia cắt nhiều thôn bản, tại huyện Bố Trạch có nhiều điểm ngập ở các ngầm tràn từ 0,5 đến 5 mét khiến người và phương tiện không qua lại được. Cụ thể, tại xã Hưng Trạch, khu vực ngầm cầu bùng, nước chảy tràn và ngập sâu 3 mét. Tại xã Thượng Trạch, ngầm cà đòn, ngập sâu 0,8 mét, nước chảy xiết. Tại xã Xuân Trạch, ngầm Vĩnh Thủy, ngập sâu 0,5m, nước chảy xiết. Tại xã Phúc Trạch, ngầm Bến Chóc, ngập sâu 5m, nước chảy xiết. Một số tuyến đường liên thôn xã đi qua thôn Phú Hữu, Phú Kinh, xã Liên Trạch bị ngập, có đoạn ngập sâu 1,2m. Tại km 121-950, quốc lộ 12A, xuất hiện sạt lở tao lùi dường, đất đá tràn xuống mặt đường nhưng đã được đơn vị quản lý đường bộ xử lý, không tắt đường. Tại km 43-700, cốt lộ 9B, nước ngập sâu 0,6m và ngầm km 41-990, ngập sâu 0,4m. Tại huyện Minh Hóa, ngầm Ca Ai thuộc xã Dân Hóa, nước dâng cao khoảng 1m, khiến người và phương tiện không qua lại được. Các ngầm Cupi, ngầm Tà Cổ thuộc xã Trọng Hóa, nước dâng cao khoảng 0,5-0,7m, tới người và phương tiện không qua lại được. Ngầm Kubi bị sói, lở hoàn toàn. Khu vực cầu cây bưu và ngầm cầu tràn bản Lương Năng thuộc xã Hóa Sơn nước ngập sâu khoảng 0,6 m ngầm qua bản Cà Đong 1 và bản Khai Thông thuộc xã Thượng Hóa nước ngập sâu 0,8 tới 1 m khiến người và phương tiện không qua lại được. Tại huyện Tuyên Hóa, khu vực cầu tràn bản Chuối xã Lâm Hóa ngập cao 2 m làm chia cắt 18 hộ với 90 người dân. Tại huyện Lệ Thủy, một số ngầm tràn tại các tuyến đường vào các bản Bạch Đàn, Tân Ly, Sa Kía thuộc xã Lâm Thủy và bản Khe Giữa, Cụm Còi, bản Còi Đá, xã Ngân Thủy, bản An Bay, Hà Lạc, xã Kim Thủy bị ngập sâu khoảng 1 mét. Các đồn biên phòng cùng chính quyền địa phương hiện đã cắm biển báo tuyên truyền người dân không qua lại khu vực nước chảy xiết. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đến 17 giờ ngày 19 tháng 9, một số tỉnh thành phố khu vực miền Trung đã bị ngập lụt, chia cắt tại 77 điểm do bão số 4. Cụ thể, Quang Minh sạt lở, chia cắt cục bộ một số điểm, sơ bộ có 10 điểm. quốc lộ 12A sạt lở ta Luy dương tại km 121 950, đất đá tràn xuống mặt đường. Đơn vị quản lý đường bộ đã xử lý, không tắt đường. Tại quốc lộ 9B, ngầm km 43-700, nước ngập sâu 0,6m, bị tắt đường. Ngầm km 41-990, ngập sâu 0,4m, đã bị tắt đường. Đơn vị quản lý đường bộ đã bố trí rào chắn, biển cảnh báo, nhân công báo đầy đủ. Tại quốc lộ 15, ngầm bùng km 562-200, nước ngập sâu 0,2m, không tắt đường. Ngầm ca ai, xã Dân Hóa, thuộc địa bàn Đồn Trà lo nước dâng cao khoảng 1m, người và phương tiện không qua lại được ngầm Cupi, ngầm Tà Cổ ở xã Trọng Hóa, địa bàn Đồn Ra Mai, nước dâng cao khoảng 0,5 tới 0,7 m, người và phương tiện không qua lại được. Ngầm Cupi bị sói lở hoàn toàn. Tại cầu Cây Bưu, ngầm cầu tràn bản Lương Năng, xã Hóa Sơn, địa bàn Đồn Cà Sàng, nước ngập sâu khoảng 0,6 m, người và phương tiện không qua lại được. Cầu tràn bản chuối xã Lâm Hóa, ngập cao 2 m, làm chia cắt 18 hộ với 91 khẩu. Ngầm qua bản Cà Rồng 1 và bản Khe Rung, xã Thượng Hóa, nước ngập sâu từ 0,8 tới 1 mét, người và phương tiện không qua lại được. Một số ngầm tràn tại các tuyến đường vào các bản Bạch Đàn, Tân Ly, Sa Khía, xã Lâm Thủy, bản Khe Giữa, Cụm Còi, bản Còi Đá, xã Ngân Thủy, bản An Bay, Hà Lạc, xã Kim Thủy bị ngập sâu khoảng 1 mét. Hiện các đồn biên phòng đã phối hợp chính quyền địa phương cắm biển báo tuyên truyền người dân không qua lại khu vực nước chảy xiết. Tại Quảng Trị, tình trạng ngập chia cắt xảy ra tại 33 điểm, gồm tuyến quốc lộ được giao quản lý, có một điểm ngập 0,4 m làm tắc giao thông. Các tuyến đường tỉnh có 4 điểm ngập từ 0,4 đến 0,8 m làm chia cắt giao thông. Huyện Đà Cờ Rồng có 6 điểm, cầu tràn A Ngo, A Bung, ngầm tràn Tà Rột, A Ngo, ngầm tràn Ly Tôn, ngầm tràn Thôn Làng Cát, xã Đà Cờ Rồng, ngầm tràn Khu Tái Định Cư, xã Húc Nghì, cầu tràn Ba Lòng, ngập từ 0,4 tới 1,5 m làm chia cắt giao thông. Huyện Hướng Hóa có 20 điểm ngập từ 0,3 tới 1,0 mét làm chia cắt giao thông. Thị xã Quảng Trị có 2 điểm là ngã ba đường Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, đường Lý Thái Tổ, đoạn trước thành cổ ngập từ 0,3 tới 0,5 mét. Tại Đà Nẵng, đến 6 giờ ngày 19 tháng 9, trên địa bàn thành phố hết ngập. Về thiệt hại, tại Quảng Trị có một nhà bị tốc mái do lốc xoáy, một điểm trường bị thiệt hại do lốc xoáy. Thiệt hại về giao thông có 105 mét khối sạt lở trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, hệ thống lưới điện lưới bị hư hỏng nhiều đoạn, tuyến làm mất điện. Hiện tại địa phương đang thống kê và khắc phục để cấp điện trở lại. Thiệt hại về lâm nghiệp có một số cây xanh bị gãy đổ. Tại Thừa Thiên Huế, vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 18 tháng 9, trên địa bàn xã Phú Hồ và Phú Xuân đã xảy ra lốc xoáy làm một người bị thương nhẹ đã được đi sơ cấp cứu tại trạm y tế Phú Hồ. Tốc mái nhà công trình phụ của 12 hộ, trong đó với 8 hộ là ở Phú Hồ, 4 hộ là ở Phú Xuân. Về thủy lợi, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Điền đã huy động hơn 150 lực lượng dân quân tự vệ địa phương, người dân, xuất 20 đọ đá, 260 mét khối đá hộc để gia cố 50 mét kè tại Hói Hàn Tổng, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền. Đà Nẵng có một điểm sạt lở tương giàu, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khắc phục. Một số tỉnh thành phố đã tiến hành di rời, sơ tán, tổng cộng là 2.208 hộ, trên 6.419 hộ. Cụ thể, Quảng Bình sơ tán 805 hộ với 2.995 khẩu, Quảng Trị sơ tán dân đến nơi an toàn 1.073 hộ với 2.937 nhân khẩu, Thừa Thiên Huế là 283 hộ với 487 khẩu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện báo số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Chiều ngày 19 tháng 9, sau khi đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 16 giờ, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (50-61 km/h), giật cấp 8. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, chiều tối và đêm ngày 19 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và rải rác có rông với lượng mưa phổ biến là 100 tới 200 mm, có nơi trên 350 mm. Cũng trong thời gian trên, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to và rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 tới 200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Từ ngày 21 tháng 9 mưa lớn giảm dần. Ngoài ra, trong chiều tối và đêm ngày 19 tháng 9, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15 tới 30 mm, có nơi trên 70 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trang http://luquetsanlo.nch 2 Lũ Quét Sạt Lở. NCH mf.gov.vn của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo đến 16 giờ ngày 19 tháng 9 tại 10 tỉnh thành phố là Con tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quảng trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Thành phố Đà Nẵng có tới 305 xã có nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ quét. Cụ thể tại huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu, quận Sơn Trà của thành phố Đà Nẵng, các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thành phố Huế, Hương Thủy, Hương Trà của tỉnh Thừa Thiên Huế, nguy cơ sạt lở lũ quét ở mức rất cao. Còn tại tỉnh Quảng Trị, các huyện Cam Lộ, Đa Crông, Do Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Nam là các huyện Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Thăng Bình, Tiên Phước cũng có nguy cơ sạt lở lũ quét ở mức rất cao. Tại các huyện Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hóa của tỉnh Quảng Bình và huyện Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở. Bão số 4 đã đi vào đất liền Quảng Bình, Quảng Trị lúc đầu giờ chiều ngày 19 tháng 9 rồi suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo những giờ tới tính từ 15 giờ, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần khi vào sâu đất liền. Mặc dù vậy, các chuyên gia cảnh báo hoàn lưu bão số 4 vẫn gây ra một đợt mưa rất lớn cho đất liền các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Trong bản tin 15 giờ 30 phút chiều nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và hôm nay, ngày 19 tháng 9, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to và rông. Lượng mưa tính từ 19 giờ tối qua đến 15 giờ có nơi trên 200mm như Mai Hóa, Quảng Bình 222,8mm, Tà Long, Quảng Trị 363,6mm, Bạch Mã, Thừa Thiên Huế 321,3mm. Cơ quan khí tượng dự báo từ chiều tối và đêm nay đến ngày mai ngày 20 tháng 9 khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to và giải rác có rông với lượng mưa từ 100 tới 200mm có nơi trên 350mm từ đêm ngày 20 tháng 9 mưa lớn giảm dần từ chiều tối và đêm ngày 19 tháng 9 đến đêm ngày 20 tháng 9 khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to và giải rác có rông cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 100 tới 200mm cục bộ có nơi trên 300mm từ ngày 21 tháng 9 mưa lớn giảm dần. Ngoài ra trong chiều tối và đêm nay ở khu vực đồng bằng và ven biển bắc bộ thừa thiên huế có mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 tới 30 mm cục bộ có nơi trên 70 mm. Khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15 tới 30 mm có nơi trên 70 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng mưa cường suất lớn hơn 100mm trên 6 giờ ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị trong chiều và đêm nay. Đồng thời trong bản tin chiều nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo lũ quét sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, Con Tôm. Đáng lưu ý, trên bản đồ cảnh báo lũ quét sạt lở đất, khu vực này có màu tím ngắt là màu biểu thị cấp độ cảnh báo ở mức rất cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Riêng thành phố Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế cấp 2, có 73 xã ở miền Trung và Tây Nguyên đang được cảnh báo lũ quét sạt lở đất. Trước đó, chưa cùng ngày, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cảnh báo chúng tôi muốn nhấn mạnh cùng với sự di chuyển của hoàn lưu bão sau khi đi vào đất liền sẽ gây mưa lớn diện rộng ở Bắc và Trung Trung Bộ, đặc biệt khu vực phía Bắc Thừa Thiên Huế đến các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, v.v. Đặc biệt, lượng mưa lớn tập trung thời gian ngắn, nguy cơ rất lớn xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Tây.